Vâng, em chào quý vị. Hôm nay thì em lại về được tiếp một đôi loa cũng rất là đẹp nha. Rất là đẹp và có mang thương hiệu Victor. Đó. Mang thương hiệu của loa Victor. Giống loa Victor thì chắc là em sẽ không cần phải nói quá nhiều về cái chất âm của bọn này, vì thường loa Victor được tiếng rất hay. Mình có thể auto luôn là hay. Theo như các bạn trẻ bây giờ hay nói đấy. Thì Victor Auto 2 để thái vận. Đây là cặp loa Victor quý vị nhé. Xin mời quý vị hãy nhìn qua một lượt cái ngoại hình của nó. Đây. Loa rất đẹp. Đấy, có thể nói là rất đẹp và gần như là em không thấy có một cái gì để chê trách cả. Đây. Quý vị hãy nhìn này. Đó. Quý vị nhìn này. Rất đẹp nhé. Đấy. Rất là đẹp. Thùng quách vỏ. Con này là nó theo một cái màu không rõ là nên tả được cái màu gì. Đây hình như là màu nòng súng, hoặc là gọi là cái màu nòng súng, màu rêu xanh gì đó. Thì quý vị tự định nghĩa vậy. Màu rất đẹp. Một màu rất đẹp, nhìn rất là cổ. Màu này là màu của các cái dòng Pioneer F700, F45 hoặc T66 đều là cái màu này hết nhé. Đây. Đây là cặp loa của Victor. Victor Company of Japan. Trải tầm từ 50-20Hz. Loa 35W. Còn tên loa là gì thì thuốc em cũng không biết. Vì con này nó về nó không có một cái gì để thấy là ghi tên ghi tuổi của nó cả, chỉ có mỗi một cái mã như vậy thôi. Và ở đây nó có một cái mã vạch ở phía dưới này. Đấy, nó mã vạch ở phía dưới này đây, nó ghi Made in Japan đấy thôi. Còn đâu là em không biết đây là cái mã gì cả nhá. Nhưng đã là Victor rất là hay. Đấy. Chưa biết, không biết đây là mã gì. Nếu quý vị ai biết thì có thể chỉ cho bên em nhá. Có thể chỉ giáo giúp. Đấy. Đây là chiếc loa còn lại này, rất là ok nhé, màu mè, rồi là góc cạnh, này, quý vị xem đi, góc cạnh rất là đẹp nhé, đấy, màu của nó còn rất đẹp góc cạnh và không hề bị sứt nẻ gì cả. Em cũng đã bật nhạc và kiểm tra thử tất cả mọi loa đều đang lên bình thường nhé, và chất âm rất hay, chất âm rất là hay, để quý vị có thể xem. Đấy, rất hay nhá. Con loa này thì tuyệt vời đẹp rồi. Quý vị đừng nhìn lại một lượt nữa trước khi mà em sẽ quay cái mặt này lại. Đấy, từ thành quách rất là ok nhá. Rất là ok. Đấy. Lỗ thoát hơi phía trước nhá. Rồi bắt phía trước. Thường những bọn thoát hơi bát phía trước này thì cho tiếng bát nó tốt, rất là tốt. Vì nó phá thẳng cái bát ở mặt. Nghe rất hay, bass rất tốt. Thì đôi loa này có kích thước như sau. Loa này là ngang của nó là 33 cm. Độ sâu của loa ở đây là 23 cm. Đấy, độ sâu của nó 23 cm, tự nhìn thấy chưa? 23 cm nhé. Chiều cao của loa ở đây của nó là 57 cm. Đấy. Với đường kính của loa bát nhé, đường kính loa bát này 22, đấy. 22 cm nha quý vị nhé, 22 cm gân vải. Đây là dạng gân vải này quý vị, gân vải nhé, gân vải nên là cho tiếng bát rất là mềm nghe, rất là hay, tiếng bát rất là tuyệt vời. Những con này thì em bán với giá là 2.890.000 đồng quý vị nhé, 2.890.000 đồng cho đôi loa Victor này. Ai biết mã thì có thể thông báo thêm cho bên em nhé, comment phía dưới. Đây, mọi thông tin chi tiết thì muốn là liên hệ với bên em theo số điện thoại là 0966 594 581 nhé, liên hệ anh Đức nhé. Địa chỉ cửa hàng tại số 57A phường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội nhé. Và quý vị nào mà ai đang quan tâm đến các sản phẩm bên em thì cũng quý vị vui lòng đăng ký kênh nhé. Hãy đăng ký kênh để có thể là cập nhật những các sản phẩm mới nhất nhé. Thao tác đăng ký nó đơn giản thôi, quý vị chỉ cần
kích vào nút đăng ký màu đỏ ngay phía dưới video này là đã thực hiện xong đăng ký rồi. Và sau khi đăng ký xong thì chúng ta thực hiện tiếp một thao tác để nhận thông báo, đó là chúng ta nút chuông. Và cho tất cả thì là khi mà có video mới hiện lên, khi mà có sản phẩm mới được đưa lên thì tất cả quý vị các bạn sẽ được nhận thông báo để có thể biết hàng về nhé, và có thể mua được hàng ngay lập tức, nếu không là có khi là cũng sẽ không còn hàng đâu. Những đôi kích to như thế này, đẹp như này rất hiếm nha, quý vị nên mua nhanh giúp em nhé. Thì mọi thông tin chi tiết luôn là liên hệ 0966 51581 nhé. Xin chào mọi người, hẹn mọi người lại ở các cái video tiếp theo của bên em nhé.